thấy cái tay đó không? À, đây là Lysol sợi ốc dừa của mình, kêu một dĩa ra đây kiểm chứng chứ cũng không dám ăn. Các bạn coi ha, đây nè, nãy giờ khởi ba con sáng không nè. Mấy bạn nào ghiền ốc dừa đừng ăn nghe chưa. Con này không có, con này nó chết rồi. Nó có thua nó cũng vô mà. Đây bằng nhà vô Úc chắc. Úc chắc ngon mình nào ăn. Nè nè thấy chưa, nguyên ổ sáng luôn nè, nguyên ổ sáng nó dòng nè mấy bạn thấy nè. Mấy bạn thấy mấy bạn của mình cứ ăn hoài à, mấy bạn coi chừng nha, nè nhìn sáng nè, nè quay sát sát vô thấy chưa, ngon nữa ha, quay từ cái chỉ nữa. Nước hả, quay mình ghiền lắm nhưng mà mình không dám ăn á. Ngày sáng đây nó sẽ làm ổ đà, thấy chưa các bạn, thấy chưa sáng này chưa, nó sẽ có một con ổ trong đây, khởi một con ốc ra, khởi một con ốc ra sẽ có một đi lấy cho nó con ốc hết hả. Anh ơi cho nó dĩa sao gửi nó đi. Các bạn khởi ốc ra, trong đây sẽ có một cái ổ. Alex ăn cái này mình ăn bỏ nha. Nó nghiền cái tỏi à. Có còn con không? Trong con ốc dừa sẽ có một cái ổ. Nè nè mấy bạn thấy chưa? Bạn cái này là sáng nhỏ nè, còn chưa có ra nữa nè mấy con này. Rồi mấy bạn thấy nha, mấy bạn đừng ăn nữa nha. Rồi